tầm 10 vào 16 năm tất cả rồi. Toàn những đồ của dưới lòng sông này, họ khai thác ở cái tàu cuốc cát sỏi nhặt về tôi thu gom tôi mua. Thế này 600 chỗ này là phải thêm két bia đấy. Rồi rồi. Thì mới được. Ok rồi, rồi, nhá. Rồi. Lúc đầu thì cũng nghĩ là bảo là mua cái này về thì ăn không ăn được mà tiêu không tiêu được, gia đình cũng khó khăn. Thì anh cứ làm được đồng nào là anh lại góp vào anh mua. Chị thì cũng cứ đi làm đồng, làm điếc, làm ấy thì anh cứ ở nhà là anh cứ người ta đến là anh cứ mua thôi. Trong cái kho cổ vật này thì có rất nhiều cái cổ vật, có những cái niên đại từ đồ đá cũ, đồ đá sớm, thế rồi đồ đồng. Thế và đến nay thì có nhiều cái cổ vật mà ngay các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa cũng chưa định danh được. Thế thì chúng tôi cũng đã giao cho Bảo tàng tỉnh là có một kế hoạch để hỗ trợ cho anh Kiên trong cái việc trước hết là bảo tồn các cái cổ vật này. Thứ hai nữa là tới đây đang nghiên cứu để giúp cho anh Kiên có thể sớm hình thành một cái bảo tàng tư nhân. Đấy. Và sẽ cùng anh Kiên sẽ đưa một số cái cổ vật có giá trị tiêu biểu về bảo tàng tỉnh để giúp cho khán giả, giúp cho độc giả cũng nhân dân có điều kiện để được chiêm ngưỡng những cái cổ vật đó.